Bellingham lên tiếng về hành động tục tĩu trước Slovakia. Tiền vệ ngôi sao Jude Bellingham đã bị cáo buộc có hành vi tục tĩu hướng về băng ghế dự bị của Slovakia sau bàn gỡ hòa cho tuyển Anh. Bellingham là người hùng của Tam Sư khi anh có pha ngã người móc bóng tuyệt đẹp gỡ hòa trước Slovakia, mở ra chiến thắng chung cuộc 2-1 cho đội nhà để giành vé vào tứ kết Euro 2024. Sau khi lập công, Bellingham đã có hành động dùng tay để vào phần hạ bộ rồi hướng về băng ghế dự bị của Slovakia như một cách giải tỏa. Đoạn clip về cách ăn mừng tiêu cực này của Bellingham đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội, song đích thân tiền vệ mang áo số 10 đã lên tiếng. Ở tài khoản X cá nhân, Bellingham viết, chỉ là một cử chỉ đùa giỡn với một số người bạn thân đã tham gia trận đấu thôi. Không có gì ngoài sự tôn trọng với cách đội tuyển Slovakia đã chơi tối nay. Khi được hỏi về màn thể hiện của tuyển Anh trước Slovakia, Bellingham chia sẻ trước truyền thông, tôi nghĩ màn trình diễn thực sự tốt cho đến khi Slovakia ghi bàn và thậm chí sau đó. Chúng tôi đã kiểm soát trận đấu rất tốt, luôn đe dọa ở 1/3 cuối sân, có thể chỉ thiếu cú chạm bóng cuối cùng để tạo ra những cơ hội lớn. Chắc chắn điều đó sẽ rất quan trọng đối với chúng tôi trong tương lai. Hãy nhìn xem ai đã vào sân. Chúng tôi đã cùng nhau chiến thắng trong trận đấu này. Không phải tôi, không phải Harry, Kane, không phải những khoảnh khắc cá nhân. Đó là những người như Ivan Toni, Eberry Ayer, Cole Palmer và Bukayo Saka đá hậu vệ trái. Đó là sự hy sinh mà bạn dành cho đội tuyển và đó là năng lượng mà chúng tôi cần duy trì bất kể điều gì xảy ra. Ở vòng tứ kết, Anh sẽ gặp Thụy Sĩ vào 2:00 ngày 6 tháng 7.